Chào mừng các bạn đến với kênh Kamita TV. Bị Mỹ Đình hạ nhục, An Nhiên quyết tâm báo thù. Mời các bạn cùng xem các diễn biến tiếp theo của trạm cứu hộ trái tim. Bản quyền thuộc về Đài Truyền hình Việt Nam. Chúng tôi bình luận dựa vào những tình tiết diễn ra trong phim. Ở tập trước, An Nhiên chủ động hẹn gặp Ngân Hà. Tình cờ hai người lại đi đôi giày giống nhau mà Nghĩa từng mua cho cả hai. Mục đích của cuộc hẹn này là Nhiên muốn giúp Hà nhanh chóng ly hôn Nghĩa. Tuy nhiên, lần này, Hà không ngại đáp trả khiến Nhiên cứng họng. Nhân cách cô chưa tới 2 cm, không cao bằng đôi giày này nên mới buông ra những lời lẽ ngông cuồng như vậy, Hà nói. Nhiên muốn có cả tình và tiền, nhưng lại chấp nhận để người yêu của mình đi làm chồng người khác. Vì thế, Hà tuyên bố sẽ không bao giờ cho Nhiên thứ mà cô ta muốn, đó là danh chính ngôn thuận. An Nhiên tức điên người nhưng cố kiềm chế và dùng những lời kích động, cà khịa, nhưng Hà không hề bị suy sụp bởi những lời lẽ đó. Ngược lại, cô còn đáp trả mạnh mẽ, đanh thép hơn. Cùng đi với Hà đến gặp Nhiên còn có Mỹ Đình, nhưng Đình đứng ở dưới, không lộ diện cho đến khi Ngân Hà đứng dậy ra về. Đình bị An Nhiên mỉa mai rằng thùng rỗng kêu to, dùng tiền mua tình nên có ngày bị chồng cắm sừng. Sẵn hận chồng cắm sừng nên Mỹ Đình tức điên khi bị An Nhiên mỉa mai như vậy, cô định lao vào cho người phụ nữ trơ trẽn kia một trận nhưng Ngân Hà đã cản lại. Trước khi ra về, Ngân Hà lại bị buồn nôn. Dù được Mỹ Đình vội vã đưa ra khỏi quán nhưng An Nhiên vẫn có linh cảm đó là biểu hiện của người bị nghén. Về nhà, cô ta vẫn nhớ lại chi tiết này và cảm thấy lo sợ. Ở diễn biến khác, Mỹ Đình về nhà cũng nhớ lại cuộc gặp với An Nhiên hôm nay, bị cô ta nói thùng rỗng kêu to, bị cắm sừng, Đình tức lắm. Đình lại nghĩ ra cách chơi lại An Nhiên. Nếu như lần trước Đình tặng chiếc bánh kem thì lần này Đình tung thông tin úp mở về một chuyên gia tâm lý LAN chờ cháo đòi chính thất phải ly hôn. Ở công ty, An Nhiên thấy đồng nghiệp xì xào bàn tán, liền lên mạng xem. Cô ta tái mặt khi đọc những thông tin về mình được hát dần dần trên mạng. Trong tập tiếp theo, cuộc chiến giữa An Nhiên và Ngân Hà tiếp tục diễn ra nảy lửa, bắt đầu diễn biến mới khi hai nhân vật chính đều quyết định đáp trả lại những thách thức đến từ đối phương. Sau cuộc gặp gỡ căng thẳng, An Nhiên về nhà và không ngừng suy nghĩ về biểu hiện bị nghén của Ngân Hà. Sự lo sợ và nghi ngờ về tình trạng của Ngân Hà có thể sẽ khiến cô ta trở nên hoang mang và bất an. An Nhiên tìm cách xác minh nghi ngờ của mình về việc Ngân Hà có thể đang mang thai, điều này sẽ làm phức tạp thêm kế hoạch của cô ta. An Nhiên quyết định tìm cách tiếp cận một số người bạn thân của Ngân Hà để khai thác thêm thông tin và dự định sẽ dùng nó để gây sức ép, buộc Ngân Hà phải từ bỏ Nghĩa. Trong khi đó, Ngân Hà sau khi về nhà cùng Mỹ Đình, cô cảm thấy mệt mỏi, với sự hỗ trợ của Mỹ Đình, có thể sẽ tiếp tục mạnh mẽ đối đầu với An Nhiên. Cô có thể sẽ tìm cách bảo vệ bản thân và gia đình mình khỏi những âm mưu của An Nhiên. Ngân Hà có thể sẽ tìm đến luật sư để chuẩn bị cho một cuộc chiến pháp lý, đồng thời củng cố vị thế của mình trong công ty và trong cuộc chiến với An Nhiên. Về phía Mỹ Đình, cô cảm thấy tức giận vì những lời mỉa mai từ An Nhiên và quyết tâm chơi lại cô ta một vố đau. Mỹ Đình liên hệ với một người bạn làm báo và cung cấp thông tin mơ hồ về một nhân vật LAN, ngụ ý đó là An Nhiên, với hy vọng rằng điều này sẽ khiến An Nhiên gặp rắc rối tại nơi làm việc và trong cuộc sống cá nhân. An Nhiên sau khi phát hiện ra thông tin về mình được lan truyền trên mạng, cảm thấy hoảng sợ và tức giận. Cô ta bắt đầu điều tra để tìm ra nguồn gốc của những tin đồn và quyết tâm trả thù Ngân Hà và Mỹ Đình. Tưởng chừng cô dễ dàng đối phó với Ngân Hà, nhưng giờ đây An Nhiên hoang mang tột độ khi cùng lúc phải chiến đấu với Mỹ Đình và Ngân Hà. Nhưng ai đụng đến cô thì cô sẽ một trả giả. An Nhiên thề sẽ báo thù trước những hành vi hạ nhục của Mỹ Đình. Liệu rồi An Nhiên sẽ xử lý cặp bạn thân này ra sao? Mời quý vị đón xem những diễn biến tiếp theo của bộ phim Trạm Cứu Hộ Trái Tim. Hãy để lại bình luận của các bạn bên dưới. Like và đăng ký để đón xem các tập tiếp theo nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.